dân tộc nhớ ơn người, vất vả bôn ba khắp mọi nơi, tìm kiếm tự do cho tổ quốc như một vầng dương luôn ngời sáng. Bác đã hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc mình mãi mãi tự do. Hai cuộc trường chinh chúng con luôn có bác tiếp bước cha ông gìn giữ quê hương. Tôi nói đồng bào nghe rõ không, tiếng bác trầm vang giữa nắng hồng. Ngày 2 tháng 9 Ba Đình con ghi mãi lời bác năm nào vang vọng khắp núi sông. Bao nhiêu tháng năm ngày hạ mùa sen nở, nhắc nhở cháu con những sớm chiều. Dân tộc nhớ ơn người, vất vả bôn ba khắp mọi nơi, tìm kiếm tự do cho tổ quốc như một vầng dương luôn ngời sáng. Bác đã hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc mình mãi mãi tự do. Cuộc trường chinh chúng con luôn có bác tiếp bước cha ông gìn giữ quê hương. Tôi nói đồng bào nghe rõ không, tiếng bác trầm vang giữa nắng hồng. Ngày 2 tháng 9 Ba Đình con ghi mãi lời bác năm nào vang vọng khắp núi sông. Ôi bác Hồ ơi, nhớ bác nhiều, nước non ơn bác biết bao nhiêu. Tháng năm ngày hạ mùa sen nở, nhắc nhở cháu con những sớm chiều. Ôi bác Hồ ơn bác biết bao nhiêu, di chúc ân tình người để lại, chúng con ghi nhớ mãi muôn đời. Di chúc ân tình người để lại, chúng con ghi nhớ mãi. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị đoàn Nghi Sơn phối hợp với Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng Cán bộ Thanh Thiếu niên Thanh Hóa, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn đội năm 2023. Xã Hải Nhân phấn đấu hoàn thành công tác chuyển đổi số trong năm 2023. Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư chi bộ Phạm Công Nhiên,
trung tâm đoàn kết đồng bào Công giáo, phát huy truyền thống kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày, ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị Thị xã, Thị đoàn Nghi Sơn phối hợp với Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng Cán bộ Thanh Thiếu niên Thanh Hóa, tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng công tác đoàn đội năm 2023. Tới dự có cán bộ phòng đào tạo nghiệp vụ Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng Cán bộ Thanh Thiếu niên Thanh Hóa, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị đoàn, Ủy viên Hội đồng đội Thị xã, các đồng chí Thường vụ đoàn các xã phường, Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở. Đồng chí Trần Thị Ngọc Ánh, Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Thị xã phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được các đồng chí tại Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng Cán bộ Thanh Thiếu niên Thanh Hóa truyền đạt các chuyên đề, nghi thức và hướng dẫn thực hiện nghi thức đội, thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, phương pháp tổ chức hội trại thanh thiếu niên, triển khai các bài hát múa thể dục dân vũ mới, kỹ năng rút dây, nút giáp. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ đoàn đội ở cơ sở những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn đội, từ đó giúp cán bộ đoàn từng bước nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở địa phương, đồng thời giúp đội ngũ cán bộ đoàn chia sẻ, trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác và tiếp cận kiến thức, phương pháp và kỹ năng hoạt động mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn thị xã. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận số 1857 ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2023, trong đó có xã Hải Nhân. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Hải Nhân đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023, cũng như phối hợp với các phòng ban thị xã, viễn thông Nghi Sơn, bưu điện Nghi Sơn mở lớp tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ công chức và các tổ chuyển đổi số cộng đồng, từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Ngoài nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định. Để hoàn thành công tác chuyển đổi số theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập ban chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tập thể, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử, chính quyền số tổng thể toàn diện, phát triển kinh tế số, xã hội số để thay đổi phương thức lãnh đạo quản lý điều hành, làm việc, tạo ra các giá trị mới cho xã hội, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nền tảng số, duy trì tốt các điểm phát Wi-Fi công cộng, phát huy hiệu quả của hệ thống đài truyền thanh thông minh, đầu tư nâng cấp mới điểm cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông tại xã để tư vấn, hỗ trợ, triển khai các dịch vụ chuyển đổi số, xác định các nội dung, các tiêu chí về xây dựng chính quyền số với 100% cán bộ công chức xã được cấp và thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong thực hiện nhiệm vụ cũng như chỉ đạo điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử, xây dựng kênh giao tiếp với người dân thông qua các nhóm Zalo, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin, tình hình kinh tế xã hội, chỉ đạo của chính quyền, phản ánh kiến nghị của người dân về phát triển kinh tế số, Ủy ban Nhân dân xã, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa, dựa trên môi trường mạng Internet, xây dựng sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để quảng bá trao đổi trên mạng Internet, cũng như hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua cổng truy xuất nguồn gốc của tỉnh để tạo niềm tin cho khách hàng. Đối với xã hội số, có tối thiểu 50% người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã được tập huấn phổ biến về các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số trên môi trường mạng, quảng bá, bán sản phẩm trên môi trường mạng Internet, nâng cao tỷ lệ cá nhân tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 40-50%. Đồng chí Mai Xuân Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Nhân cho biết. Thì đối với Hải Nhân thì trên địa bàn xã có 10 đơn vị thôn và các cái điều kiện cần thiết về công tác cơ sở vật chất phục vụ cho chuyển đổi số thì hiện nay thì sau khi rà soát thì chúng tôi thấy rằng là các
các cái điều kiện cần thiết để cũng chưa đáp ứng được. Thì đối với đặc biệt trong đó là hệ thống viễn thông để đáp ứng cho các cái nhà văn hóa, thì đối với Hải Nhân thì cũng đã cơ bản, tuy nhiên thì hệ thống viễn thông dây chạc thì đó nó chưa đảm bảo. Và đối với công tác chuyển đổi số thì trong quá trình thực hiện thì trên địa bàn xã thì đối với nhân dân thì sử dụng các cái điện thoại thông minh thì đối với tỷ lệ người sử dụng thì cũng đang còn ít, trên 50%. Thì hiện nay thì trong công tác chuyển đổi số thì cũng đang gặp rất khó khăn, vì trong cái công tác chuyển đổi số thì yêu cầu mỗi người dân là có một cái tài khoản để đăng ký theo cái dịch vụ công trực tuyến. Thì này thì trong cái quá trình thì chúng tôi thấy là rất khó khăn. Thứ hai nữa thì để mà đảm bảo cho các cái trang thiết bị khác như là các cái hệ thống máy tính, rồi các cái máy scan, rồi hệ thống TV thì đối với Hải Nhân thì cũng cơ bản đã ứng được. Tuy nhiên thì trong cái điều kiện ngân sách thì đối với Ủy ban dân xã thì chúng tôi cũng đề nghị trong quá trình thực hiện thì cũng xin được đề nghị các cấp các ngành là tạo điều kiện để cho các cái cơ sở Ủy ban dân xã các xã phường mà hoàn thành chuyển đổi số năm 2023 có cái nguồn ngân sách để đảm bảo trong công tác chuyển đổi số năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, hiểu và nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân là phương châm được ông Phạm Công Nhiên, Bí thư chi bộ tổ dân phố Yên Châu, phường Hải Châu thực hiện trong quá trình lãnh đạo vận động bà con giáo dân phát huy truyền thống kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Tổ dân phố Yên Châu có 420 hộ với gần 2.000 nhân khẩu, là đồng bào Công giáo toàn tòng. Để làm tốt công tác dân vận, ông Phạm Công Nhiên luôn tìm hiểu về điều lệ của các tổ chức đoàn thể như Hội Người Cao Tuổi, Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Đoàn Thanh Niên, làm trung tâm tập hợp, đoàn kết để vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống, kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đồng thời cùng với cấp ủy chi bộ, các đoàn thể trong tổ dân phố, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa, phong trào quyên góp ủng hộ người nghèo, hoạt động đền ơn đáp nghĩa đến đồng bào Công giáo trên địa bàn. Với tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau, Bí thư chi bộ Phạm Công Nhiên cũng luôn cẩn mẫn trong các công việc được giao và gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, các phong trào. Ông Phạm Công Nhiên, Bí thư chi bộ tổ dân phố Yên Châu cho biết: trong quá trình thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thì tôi làm bí thư chi bộ với tinh thần gương mẫu và xác định rằng quá trình học tập, nâng cao cái trình độ hiểu biết và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đây là nhiệm vụ suốt đời để mỗi người đảng viên và đặc biệt là bí thư chi bộ luôn luôn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc và cùng với bà con để tạo nên một khí thế luôn luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong mọi công việc được giao. Đối với phong trào, tôi cũng là một trưởng ban công tác mặt trận của tổ dân phố Yên Châu, cũng là tổ trưởng tổ đoàn kết Công giáo của phường Hải Châu. Thì trong quá trình xây dựng cái khối đoàn kết giữa lương và giáo, khối đoàn kết trong nội bộ của tổ dân phố Yên Châu, thì trong những năm qua luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong công tác an ninh, đảm bảo quốc phòng. Và thực tế cho thấy rằng trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh thì chúng tôi cảm thấy là công việc thì tuy là đơn giản nhưng mà cũng rất khó và phải kiên trì liên tục và phấn đấu không mệt mỏi đối với cái sự tức là luôn luôn thực hiện đầy đủ các cái chức năng, nhiệm vụ và chức trách của người đảng viên, đặc biệt là người bí thư chi bộ là trụ cột trong chi bộ của tổ dân phố. Với sự nỗ lực không ngừng của bí thư chi bộ Phạm Công Nhiên và sự đồng lòng chung sức của nhân dân, tổ dân phố Yên Châu đã vươn lên phát triển về mọi mặt. Tình hình an ninh trật tự luôn ổn định, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Qua đó góp phần đưa tổ dân phố Yên Châu trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua ở địa phương. Đánh giá về bí thư chi bộ Phạm Công Nhiên
đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hải Châu cho biết. Thực hiện cái kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì đối với cái chi bộ Yên Châu, đơn vị bổ giáo toàn tổng đã thực hiện lãnh đạo nhân dân học tập triển khai học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, điển hình một số cái mô hình về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Cho đến nay 3 năm trở lại đây là riêng kinh tế của đơn vị Yên Châu là phát triển rất tốt, có nhiều cái mô hình là phát triển kinh tế làm ăn khá giả cho địa phương. Đối với tình hình an ninh quốc phòng của chi bộ Yên Châu là không có tai tệ nạn xã hội xảy ra hàng năm. Đối với cá nhân đồng chí bí thư chi bộ luôn là gương mẫu là tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước. Sự tận tụy nỗ lực của bí thư chi bộ Phạm Công Nhiên được ghi nhận không chỉ qua những danh hiệu, giấy khen, mà quan trọng hơn chính là sự tin tưởng, kỳ vọng của bà con giáo dân và nhân dân trên địa bàn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn hỏi đáp những nội dung chủ yếu tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hỏi, nhận thức của Đảng ta về xây dựng và phát triển văn hóa. Trả lời, văn hóa là một phạm trù rất rộng, có thể được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau, với nhiều cách tiếp cận khác nhau, rất phong phú đa dạng. Đến nay trên thế giới có tới gần 200 định nghĩa khác nhau về văn hóa, nhưng chung quy có thể hiểu theo hai nghĩa, nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng, văn hóa là trình độ phát triển về tinh thần và vật chất của nhân loại trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định, thời kỳ đồ đá, thời kỳ đồ đồng, văn hóa đông sơn, văn hóa lúa nước. Nghĩa hẹp, văn hóa là những hoạt động tinh thần của một xã hội, gồm có những lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn học, nghệ thuật, đạo đức, lối sống, cách cư xử, ứng xử giữa người với người. Văn hóa cũng bao gồm cả văn hóa vật thể, các di tích lịch sử, các công trình văn hóa, di sản văn hóa, những sản phẩm văn hóa, kim tự tháp, đình, chùa, miếu thờ và phi vật thể, ca dao, dân ca, hò vè, lễ hội, các phong tục, tập quán của mỗi quốc gia, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc, mỗi địa phương. Việt Nam là một đất nước với mấy nghìn năm lịch sử, trải qua không biết bao nhiêu sự biến đổi thăng trầm do thiên nhiên và con người gây ra, đã tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị, bản sắc văn hóa riêng của dân tộc, làm nên hồn cốt của dân tộc, đồng thời tiếp thu và góp phần đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại, nhận thức sâu sắc được vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển của đất nước ta, dân tộc ta. Cho nên, ngay từ trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930, Đảng ta đã đề cập vấn đề phải phát triển văn hóa của dân tộc. Và năm 1943, khi nước nhà còn chưa giành được độc lập, Đảng ta đã đề ra đề cương về văn hóa Việt Nam, trong đó chỉ rõ mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận kinh tế, chính trị, văn hóa và chủ trương phát triển văn hóa theo ba hướng: dân tộc, khoa học, đại chúng. Những quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong văn kiện quan trọng này đã tạo ra một luồng sinh khí mới để tập hợp đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tập hợp nhân dân phát huy vai trò của văn hóa, thống nhất về nhận thức, tư tưởng và tổ chức, khơi dậy khát vọng của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, chuẩn bị tinh thần và lực lượng cho cách mạng tháng 8 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á năm 1945. Trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược với khẩu hiệu văn hóa hóa kháng chiến, kháng chiến hóa văn hóa, xây dựng đời sống mới, văn hóa Việt Nam đã thực sự trở thành động lực, tinh thần để huy động tất cả mọi nguồn lực cho cuộc kháng chiến, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu năm 1954. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cả nước ta đã tập trung vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng ta đã thường xuyên quan tâm đến công tác văn hóa, động viên và cổ vũ đội ngũ văn nghệ sĩ và những lực lượng làm công tác văn hóa, phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa mới, con người mới.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng năm 1960 đã xác định mục tiêu của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa về văn hóa và áp dụng những nhận thức đó vào việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, thiết thực, phục vụ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, nâng cao, không ngừng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đảng ta đã nhấn mạnh đến công tác phát triển nền văn nghệ, báo chí, xuất bản, truyền thanh, điện ảnh, thư viện, bảo tồn, bảo tàng, nâng cao tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính quần chúng của các công việc đó. Đồng thời, Đảng ta cũng đặc biệt quan tâm đến công tác văn hóa quần chúng, xây dựng các hoạt động và các thiết chế văn hóa ở cơ sở, nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa mới, cải tạo các thói quen và nếp sống cũ, xây dựng thói quen và lối sống mới. Sự lãnh đạo của Đảng trong suốt thời kỳ từ năm 1960 đến năm 1975 đã góp phần phát huy vai trò của văn hóa Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ vừa kiến quốc vừa kháng chiến, huy động được các binh chủng, các lực lượng làm công tác văn hóa của toàn dân tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất Tổ quốc, thu Giang Sơn về một mối. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng đã đánh giá rất cao về những đóng góp của ngành văn hóa văn học nghệ thuật Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước và khẳng định với những thành tựu đã đạt được chủ yếu trong việc phản ánh hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, văn học nghệ thuật nước ta xứng đáng đứng vào hàng ngũ tiên phong của những nền văn hóa nghệ thuật chống đế quốc trong thời đại ngày nay. Từ năm 1975 đến năm 1985 là giai đoạn bản lề chuyển từ chiến tranh sang hòa bình. Đất nước ta phải khắc phục hàng loạt hậu quả của chiến tranh, khôi phục lại các cơ sở kinh tế, văn hóa, giáo dục bị tàn phá, thống nhất về thể chế và thiết chế văn hóa trên phạm vi cả nước. Đồng bào cả nước đã đồng cam cộng khổ, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để vượt qua những thách thức do cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội và tình hình phức tạp của quốc tế lúc đó gây ra. Bước vào thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã tiến hành đổi mới đồng bộ và toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại. Riêng về lĩnh vực văn hóa, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, quyết định, chỉ thị rất quan trọng để tập trung xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Trên cơ sở tổng kết những thành tựu đã đạt được về lĩnh vực văn hóa những năm đầu thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã ban hành nghị quyết Trung ương 4, khóa 7 về một số nhiệm vụ văn hóa văn nghệ những năm trước mắt và đặc biệt là nghị quyết Trung ương 5, khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa chiến lược về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng ta đã chọn 8 lĩnh vực để tập trung chỉ đạo, trong đó quan trọng nhất là vấn đề xây dựng con người với trọng tâm là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, Đảng ta đã xác định xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong những đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng. Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 nêu rõ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ tiến bộ, làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh, nội sinh quan trọng của phát triển. Tiếp đó, nghị quyết số 33 NQTU ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong nghị quyết này, Đảng ta tiếp tục khẳng định những quan điểm, nhiệm vụ mà nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 đã nêu, đồng thời bổ sung nhấn mạnh một số vấn đề mới, khẳng định mục tiêu, vai trò, nhiệm vụ của văn hóa. Về mục tiêu chung, Đảng ta chỉ rõ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, tính nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Đảng ta nhấn mạnh văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, làm rõ đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Nhấn mạnh trọng tâm của việc xây dựng văn hóa là xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp. Trong nghị quyết này,
Đảng ta đã xác định một số nhiệm vụ mới là xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và hoàn thiện thị trường văn hóa. Ngày 4 tháng 6 năm 2020, Bộ Chính trị khóa 12 đã ban hành kết luận số 76 KLTU về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 33 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nhắc lại một cách vắn tắt như vậy để khẳng định rằng, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhận thức của Đảng về văn hóa ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn. Đảng ta xác định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Xác định phát triển văn hóa đồng bộ hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Nói sâu sắc ngắn gọn như Bác Hồ là, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, với nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội, kế thừa những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những thành tựu, tinh hoa văn hóa của thế giới, phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao. Đồng thời, Đảng ta khẳng định, con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển văn hóa xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới, phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí chính của phát triển bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, thực hiện bình đẳng giới là một tiêu chí của tiến bộ văn minh. Đảng ta khẳng định, trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chú trọng mối quan hệ giữa văn hóa và chính trị, văn hóa và kinh tế, xây dựng văn hóa trong đảng và trong hệ thống chính trị, xây dựng văn hóa công chức, văn hóa công vụ, đặc biệt là đạo đức công vụ. Chú trọng sự nêu gương của cán bộ đảng viên, Đảng ta cũng xác định chủ thể xây dựng và phát triển văn hóa là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng, nhấn mạnh đến phát huy tối đa các nguồn lực từ nhà nước và xã hội, từ trong nước và nước ngoài để phát triển văn hóa. Như vậy, nhận thức của Đảng ta về xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới đã từng bước được bổ sung, phát triển và ngày càng hoàn thiện, toàn diện và sâu sắc hơn. Đây là tiền đề rất cơ bản để chúng ta quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện trong thực tế. Gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, FVAS gánh mọi lo âu, giúp cho mọi người vững tâm xây dựng, thép khỏe bền đẹp, đạt chuẩn Nhật Mỹ, bóng nhãn mịn màng, không có lỗ phí, chất lượng bảo chứng, 10 triệu công trình. VAS vững vàng tâm thép, hotline 028-3820-3820, sẵn sàng hỗ trợ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Cao Văn Lâm, biên tập: Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng: Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.